cỡ 10 phút là tắt nha.
meglio. Để mụn tóc ghê thì em có dùng kem như chị không á. Mụn nhỏ xíu xíu. Được chi không hiền. Nhìn có ra chi. Rồi, xin xíu bỏ.
đang dùng điện thoại chi? Mua iPhone á, iPhone dùng quay lắm đấy. iPhone thì chắc nhiều tiền đấy chứ. À, ấy là mua cũ thôi, cần gì. Nhưng mà còn rõ chứ, chủ yếu là cái đời mua thôi chứ. Mình chú tâm vô camera thì em nên chọn iPhone 8 đi. 7 hoặc 8 gì nó cũng nét. 8. Được thì mua cái 10 á. Chị cũng không rõ nữa. Chị như máy chị Hà là ok nhé. Giống như máy cũ của chị. Thì tất nhiên em nghĩ rằng máy chị là máy 3 mắt mà. Không, máy chị Hà đời mưa đời khác đời chị mà răng rớt. Không, máy Hà ok mà. Cái 10. Chị 11. Nói chung chị thấy cái 10 quay ok mà. Hồi trước chị làm cái 10 chị cho con Hiền cái 10 đó. Chữ không quay mấy nó đó. Cái 10 là của chị không tăng cho chị Hà. Cũng như nhau. Giờ em cảm giác nữa. Không biết nữa, chị cũng không mô của Hà in bằng chị mà ta. Chị Hà, điện thoại của chị Hà, cái chữ chị Hà đang dùng á, nó bằng cái điện, nó có giống cái điện thoại cũ của chị Loan cho chị Hiền không? Ừ, giống y luôn à? Ừ. Hả? Ý là không có nhỏ hơn không? Bằng nhau. Có cỡ thì có là Blast á. X có một là x nhỏ, cứ gọi là nhỏ là giống chị Duyên. Còn cái này là giống bằng của chị Loan với chị Hiền luôn. Ít tại giống Chí với bà Duyên dùng đó. Ừ, Chí nhỏ. Còn bà Lết á. Thôi để về chỉnh không được. 10 phút cho em. 10 phút tắt thì. Em tuần nó em qua lại đó nghe. Nhiều quá. Phải nặng liên tiếp. Phải mua thuốc luôn nhỉ. Có chưa? Chị có là mụn lưng không? Có. Và chị em học con là khám kìa. Bà hỏi. Ngày nay bà đi làm bà bận bà không qua luôn. Ừ, khi nào qua thì điện chị. Trưa nay chị đi ái nên là khách chị hẹn buổi sáng nhiều. Bình thường chị kêu qua buổi trưa. Trưa nay đi ăn cô. Đi chợ gà quán đi gì. Đi ăn về thôi. Ra tới ăn cô ăn về hả? Kệ, lâu lâu rảnh rảnh. Đi stress xí vậy. Lâu nay dịch bí quá. Đi tung tăng xí thiệt đấy chứ, chị ở nhà ngu luôn á. Quay xí này nữa là xong nè. Như tuần sau em qua với chị, em qua nữa thì qua em điện trước. Còn cái chỗ làm em hai con làm trên chỗ bên chị mà hết rồi. Em đi lần đầu.
Em yên tâm đi, chỉ có là chị làm thì chỉ có khách thêm, chỉ có em chỉ thêm thêm người thôi. Mặt em mà đẹp rồi thì em chỉ bạn bè em nữa. Không được rồi, sáng lên mụn nhiều cái xong rồi cái con nó đi làm lại nó nói chứ.